Theo thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe, vừa đe vừa búa, vừa múa vừa hóng thì mới đây mạng xã hội xôn xao về một câu chuyện ở ấp Lò Gạch, xã Lò Vôi, huyện Lồi Thồi, tỉnh Rắc Rối. Xảy ra một vụ cướp, hai thanh niên đi trên chiếc xì bò, người cầm lái cụt tay chở người phía sau cụt chân, giật của bà bán vé số 10 cây vàng. Anh mù tận mắt nhìn thấy, liền kể cho anh điếc nghe. Anh điếc kể lại với anh cụt chân, mặc dù anh cụt chân đang thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt nhưng vẫn gác lại để nhờ anh cầm đi báo công an. Hiện nay vẫn chưa tìm được hai